Dạ vâng, Khả năng ô tô xin kính chào tất cả các cô bác, kính chị cùng toàn thể mọi người. Chào mừng mọi người quay trở lại với kênh mua bán ô tô cũ Khả năng ô tô Hải Phòng. Địa chỉ của em ở dưới An Lão Hải Phòng nhé. Vậy thì quý cô bác, quý anh chị mà, anh chị em nào, các bác nào mà cảm thấy yêu thích những chiếc xe nào và muốn mua những dòng nào có thể liên hệ ngay với Khả năng ô tô qua số điện thoại 032 60 62 789. Ngày hôm nay em có về một mẫu xe đến từ nhà thương hiệu Hàn Quốc, nhà Hyundai. Chiếc Hyundai Avante đời 2014 phiên bản số sàn, động cơ 1.6 tên tư nhân, biển 34A là biển Hải Dương. Xe màu đen, sơn xi rất là căng bóng và sạch sẽ, đầy đủ túi khí và phanh ABS, là đang đúc theo xe. Đấy, chiếc xe này hiện tại bên em chào bán mức giá dưới 300 triệu đồng, chỉ với 298 triệu. Giá trên thì đã bao rút hồ sơ cho bà con cô bác rồi, về làm để bà con cô bác ra tên mới hoặc là anh em nào giữ biển thì bên em sẽ trừ tiền hồ sơ đi cho bà con. Đấy. Hồ sơ thì mỗi bộ hồ sơ em rút hồ sơ gốc ra, em giải thích luôn, nhiều bác không biết đâu, hồ sơ gốc là đang có đăng biển 34 này, bởi em rút ra thì người ta sẽ hủy cái biển này, về anh em đăng ký về cái tỉnh của mình, ví dụ mình ở Hà Nội thì 30, ở Hòa Bình thì 28, ở Đồng Nai thì là 60 chẳng hạn. Đấy thì anh em giải thích cho anh em hiểu thế, thì sẽ phải ra tên thêm, mà cái mất tiền thêm một chút tiền ra tên thì cái bên đấy thì người mua phải chịu. Còn bên em thì để nguyên biển này thì bên em sẽ hỗ trợ cho bà con 3 triệu đồng tiền hồ sơ. Còn nếu không thì em sẽ bao rút hồ sơ cho các bác với giá 298 triệu đồng. Về phần sơn xi tổng quan của chiếc xe Hyundai Avante này thì nó rất là đẹp, sơn xi rất là căng và sạch sẽ nhé. Nếu mà để về phần máy móc và động cơ thì em nghĩ chiếc này nó cùng phân khúc với chiếc Vios. Đấy. Nhưng mà bà con sẽ thông dụng Vios hơn. Và Vios thì nó nghe nó thân thuộc hơn một chút Avante, nhưng mà Hyundai Avante, dàn xe Hyundai thì bây giờ nó thật là nó ngang ngửa thôi, chẳng khác nhau gì cả. Và nó rất nhiều phân khúc để cho bà con lựa chọn, ví dụ Avante, Elantra hay là mấy con Accent. Đấy. Nhiều lắm, Hyundai nó nhiều lắm. Như Toyota chỉ có Vios hoặc là Yaris thôi, hết phim. Còn nó thì có nhiều lắm. Sedan nó có Avante, Elantra rồi Accent cơ. Và cái dòng Avante này chính là cái chiếc cạnh tranh với Vios mà giá là rẻ hơn. Thông dụng thì nó cũng rất là thông dụng và đồ đạc phụ tùng sửa chữa rất là nhiều. Về phần form dáng thì chiếc Avante này cũng nên form mới, nhìn rất là đẹp, cứng cáp, trông nó cũng không, có khi nó còn đẹp hơn cả Vios cơ ạ. Nó góc cạnh nó đẹp hơn, có body kit dán trông đẹp hơn. Cũng có thể làm taxi, làm xe hoa đám cưới, làm xe xe dẫn đoàn đám hỏi. Các bác nào mà ưa làm dịch vụ thì mẫu xe này cũng rất là trang trọng, lịch sự để các bác làm xe kiếm tiền. Với phân khúc 298 triệu đồng, đời 2014, động cơ 1.6 nhưng mà có cả ABS túi khí. Thì giá này hiện tại bên em đang bán Vios G đời 2014. Các bác chỉ mua được Vios G đời 2014 và phiên bản 1.3 thôi nhé. Đấy, không thể mua bản E được, bản E 2014 nó rơi vào tầm 340. Đấy. Thì các bác có thể cân đối giữa hai dòng xe này, một là Toyota Vios 1.3 hoặc là Hyundai Avante đây. Mà chất lượng của chiếc Hyundai Avante này nó sẽ ngang bằng với chiếc Toyota Vios E xịn đời 2014 nhé. Mà giá thì chỉ bằng Vios G thôi. Rất là rẻ. Đấy, sơn xi thì sạch sẽ, cam kết không có tai nạn, đâm đụng ngập nước. Giá bán 298 triệu đồng, đã bao rút hồ sơ cho bà con cô bác. Phiên bản đầy đủ túi khí, phanh ABS, la răng đúc, xi nhan gương, tích hợp theo xe. Cam kết không tai nạn, ngập nước. Rồi thì sơn xi rất là căng bóng sạch sẽ, không cần làm gì cả, chỉ việc đổ xăng và chạy thôi. Động cơ 1.6 1598 này, dòng này nó chỉ rơi vào khuôn tầm 5 lít rưỡi trên 7 lít trên 100 km, thì tùy theo đường đi. Hỗn hợp thì nó rơi vào tầm 6 lít rưỡi trên 100 km, 6 lít nhé. Đấy. Nên các bác nào mà đi quen dòng này rồi thì chắc chắn nó chỉ bằng Vios thôi ạ, nó chỉ rơi vào tầm 6 lít trên 100 km thôi. Rất là tiết kiệm. Còn các bác đi trong thủ đô thì không nói làm gì nhá. Nhiều anh em cứ so sánh xăng đi trong thủ đô mới lại so sánh với xăng ở quê em tỉnh lẻ đây, quê em nghèo rớt mùng tơi biển người Hải Phòng đây. Đi ngoài đường làm gì có xe ô tô chen lấn đâu. Nên là nó tiết kiệm xăng lắm. Các bác nào ở vùng càng ít dân thì càng tiết kiệm xăng nhé. Đấy, thưa dân thì càng tiết, thưa xe thì càng tiết kiệm xăng. Còn nhiều đèn đỏ thì nó sẽ tốn xăng hơn. Và cái dòng này thì nó lành lắm, máy móc thì nó bền và nó đẹp, không khác gì con Vios cả. Về phần sơn xi thì rất là ngon rồi, chúng ta cùng kiểm tra luôn cái phần nội thất của chiếc xe này các bác nhé. Đây, nội thất của chiếc xe anh em nhìn này, không khoan đục thì xe rất là cứng cáp, không làm taxi thì khá là cứng cáp. Không biết là người ta có làm chạy dịch vụ ở nhà không, thì theo em nghĩ thì chúng ta nên mua xe về để kiếm thêm thu nhập thì chúng ta sẽ chạy dịch vụ. Còn các bác nào có điều kiện thì mua về đi gia đình. Em thì ngày trước em làm dịch vụ ra nên em cũng biết là nếu một con xe đẹp như này em sẵn sàng chạy xe hoa đám cưới rồi xe dịch vụ ngay, chẳng có gì cả. Của bên tại người, người ta giữ được chiếc xe đẹp như này thì bà con hoàn toàn yên tâm, lấy về chỉ việc đi thôi. Còn tiền nào của đấy, mà ngày xưa mua mới thì 500-600 thì bây giờ nó rẻ rồi,
nó chỉ cần 300 thôi, bà con sẽ được sở hữu một mẫu xe thương hiệu Hàn Quốc sản xuất tại Việt Nam đời 2014 mà phiên bản đủ, có cả túi khí và phanh ABS, cam kết không hề có đâm va tai nạn ngập nước, bà con hoàn toàn yên tâm. Xem xe em sẽ biết dây bán trực tiếp cho bà con là tất cả những cái đinh ốc này zin hết, không hề có đâm va cọ quẹt gì. Đấy, cam kết bằng giấy bán trực tiếp chứ không nói bằng mồm, nên là bà con hoàn toàn yên tâm nhé. Thì với cái giá tiền tầm tiền như này thì em nói rồi, các bác chỉ mua được Vios G thôi, hoặc là anh em mua được mà cái gì nhỉ, mấy con i10 số tự động đời 2014 là anh em mua được. Chỉ còn anh em phân khúc đấy có rất là nhiều xe để bà con lựa chọn, bên em cũng khá là nhiều xe nhé, hàng trăm xe. Và một ngày thì bên em bán hôm nay thì đến tầm 3 giờ đây, 4 giờ rồi thì bán được 6 xe thôi. Hôm qua còn bán được 8 xe thì hôm nay bán 6 xe. À hôm nay ngay chuyện rồi, quên mất thì hôm nay ngày 20 tháng 11 thì nhân ngày Nhà giáo Việt Nam, Khả năng ô tô xin kính chúc tới cả các thầy cô mọi ngành nghề, xin gửi đến người thầy dạy làm xe ô tô của Khả năng ô tô lời chúc sức khỏe. Các thầy là một lời chào trân trọng nhất và chúc mọi người luôn luôn giữ được sức khỏe, vạn sự bình an. Đấy. Trong cái công cục giáo dục chân thành cảm ơn những người có công dạy dỗ tất cả những học sinh học viên. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Thì đây là một mẫu xe để cho bà con mua về tặng cô giáo trong ngày 20 tháng 11. Các bác nào làm ăn được thì tặng cô giáo con xe đi. Về phần sơn si thì không cần làm gì rồi, sạch sẽ và nội thất ngoại thất cam kết không hề có đâm va tai nạn, keo chỉ zin toàn bộ xe rồi. Đấy, chúng ta chủ yếu là quan tâm đến phần máy móc xem hoạt động như nào. Kiểm tra luôn cái phần cốp xem tình hình sao nhá. Cốp thì con này nó đặc biệt tí là cái cánh cửa này nó có cái nút bấm này. Bấm vào đây thì nó sẽ mở cốp, tức là cốp điện. Cốp điện chứ không cần cốp cơ như cái thằng Vios. Đấy, đây. Úi giời, cái khoang này nói thật với bà con này. Nếu mà em 93 cân thì khả năng em năn vào đây em nằm. Em nằm với hai em vẫn vừa nhá. Hai em ấy một ba ly nữa trên đây vẫn vừa luôn. Rất là rộng rãi cốp này, rất là rộng. Đây bà con nhìn này, zin hết. Nòng trong zin hết. Đồ đạc phụ tùng theo xe. Đấy, nguyên bản theo xe hết. Zin từng hàng định bấm một. Keo chỉ ốc lỗ kỹ thuật phần cabo này, cabo cốp này nó rất là đẹp. Zin. Đấy, đóng mở nhẹ nhàng. Rất là cứng cáp nhá, có cả đuôi gió này thể thao. Tôn vỏ bằng tay. Đó, cái tầm tiền này bà con lấy chiếc này về thì em sẽ nghĩ sẽ ngon hơn Vios G nhá. Đấy, còn các bác thích Vios thì anh em cứ lấy Vios thôi. Hiện tại Vios G bên em là đã cháy hàng, bán rất là nhanh, không còn chiếc nào cả. Các bác nào mà có xe muốn bán hoặc muốn mua thì cứ liên hệ với Khả năng để em tư vấn cho. Đúng giờ nhé, cái giờ này đôi khi em không nghe được thì em đang quay video phục vụ các bác nên đôi khi không quay được. 8,2 vạn rồi bà con, đi được mỗi năm hơn vạn xe gia đình đấy, có túi khí và ABS. Đây chúng ta cũng để lộ chiếc xe này lên. Ui máy nổ êm lắm, êm không nghe tiếng gì luôn. Thử đóng cái điều hòa phát xem thành hình sao. Đấy. Đấy, đóng ngắt điều hòa rồi. Điều hòa rất là mát, mát lượi luôn. Được cái trần của cái con này nó thiết kế theo kiểu cái trần nỉ mà này may đấy, nỉ dạng da công nghiệp, nỉ công nghiệp này. Nên là nó cứng, nó đẹp hơn Vios. Vios đôi khi nó xù lông lên, con này nó không xù lông đâu. Lau chùi nó rất là dễ và hiện tại thì người ta đã bọc cái trần gì vậy? Là vải bóng lên đây rồi, nó phủ được những cái bụi bặm. Này các bác nào mà có trẻ con hay là anh em nào hút thuốc, năm người hút thuốc thì có cái này nó chắn thì nó tốt, nó đỡ mùi hơn một chút. Nhưng không nên khuyến cáo không nên hút thuốc trong xe nhé. Cái đấy em cũng không khoái lắm, em không biết hút thuốc. Thì chúng ta cùng kiểm tra luôn cái phần khoang máy động cơ để xem chiếc này nó hoạt động ra làm sao. Đây. À máy nổ quậy kêu anh em ạ. Sơn si sạch sẽ, máy nổ quậy kêu. Không cần làm gì, chỉ cần đổ xăng và lên đường với mức giá hiện tại bên em đang chào bán chỉ với 295 triệu anh em ạ. Sai nhé. Đây nhé bà con này, cái này có giá niêm yết em vừa em báo nhầm một chút là 295 triệu, em cứ nghĩ là 298 cơ, rẻ quá. Đời 2014 mà có 295 triệu thôi ạ. Rất là rẻ. Keo chỉ ống lỗ kỹ thuật phần đầu cabo là zin 100% luôn, không hề có đâm va tai nạn. Đấy, như vậy con này em cam kết luôn bằng giấy bán cho bà con, nếu tâm ba tai nạn em xin tặng xe luôn. Đấy, nó keo chỉ zin và máy số cũng zin luôn các bác nhé. Xe rất là đẹp, cứng cáp. Đấy, các bác nhìn này, như cái phần keo chỉ ống lỗ kỹ thuật phần đầu cabo cũng như là phần đầu đằng thắt xi này nguyên hết, không hề đâm va gì. Nhìn cái nội thất của nó, khoang máy nhìn mới này nhìn rất là sướng nhé.
Các bác đến xem xe liên hệ trực tiếp với Khải Đăng ô tô qua số điện thoại 032 6062 789. Ngày hôm nay thì em có anh em người Nghệ An ra lấy một chiếc Spark. Rồi thì bác người Quảng Ninh mua mã tít về tập lái. Rồi mấy anh em mua Karen rồi thì tận Hà Nam ra. Ôi rất là đông, cảm ơn tình cảm của các bác dành cho em rất là nhiều. Thì một địa chỉ uy tín để xem xe, anh em hãy gặp gỡ Khải Đăng ô tô qua số điện thoại 032 6062 789 đến gặp gỡ trực tiếp Khải Đăng ô tô. Cảm ơn tất cả quý cô bác, quý anh chị cùng toàn thể mọi người đã quan tâm theo dõi clip của Khải Đăng ô tô. Xin kính chúc các thầy cô giáo trong ngày hôm nay vui vẻ, hạnh phúc, thành công, may mắn trong cuộc sống cũng như hạnh phúc gia đình. Chúc tất cả mọi người vạn sự bình an, thành công. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người